Mời mọi người xem anh em học viên của Tiến Bình Dương đang chẩn đoán bệnh nha. Dạ mày điện tiền ơi. Nó đại chút xíu nó đại nó đâm chỉnh. Đây là một chiếc xe Vision trong tình trạng không nổ. Rồi. Rồi tắt khóa đi, kiểm tra từng bước một, tắt khóa đi. Rồi xem xe có lỗi không, mở khóa đây. Rồi, đèn báo lỗi sáng xong tắt. Rồi không có dấu hiệu báo lỗi ha. Sẵn khách này rồi. Đâu, hôm nay lính khá là thả đó. Chưa giao. Chưa làm xong mới giao. Nhưng mà khách này bạn, khách đang học. Bạn ở bên tiệm. Rồi hay nói chuyện đi. Rồi thì giờ xe không có lỗi, đề không nổ thì được cái đầu tiên là kiểm tra buji. Thì đây là một cái buji là không có tên tuổi của hãng ha. Rồi thì việc cơ bản nhất là phải làm gì? Thay một cái buji xịn trước đã đi ha, để tính tiếp. Lấy một cái buji có chữ R. Cứ biết chữ R là được. Rồi được rồi. Rồi ok, đó, mọi người nhớ nhá. Xe phun xăng điện tử thì chúng ta nên dùng buji có R để cho cái độ ổn định điện nó tốt hơn ha. Rồi quan vô. Nhớ là phải làm từng bước cơ bản thôi, từng bước một, đừng làm rối nó lên hiểu không? Bọn em mà cứ làm rối lên là nó sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay ha. Tắt thuốc thì trụ hồi quá, chịu không nổi. Cháu đang bị dị ứng. Đây là anh em học viên đang thử máy thôi. Còn đây là tôi chưa cho phép làm bằng máy. Tôi chưa cần phải dùng máy nha. Chưa cần dùng máy. Từ từ đã. Từng bước một. Rồi em cắm buji vô. Rồi sau đó là cắm buji vô. Sát chưa? Mạnh vô. Sao chưa nghe tiếng sọt phát ạ? Cứng chưa? Sao nghe vẻ lỏng rồi? Thầy nghe vẻ không ổn á. Cái chụp buji nghe không sướng. Ấn mạnh rồi có cảm giác sột xuống không? Rồi ok phải vậy chứ. Rồi. Rồi bây giờ em vô máy. Vô phần trong máy. Em reset cho anh cái. Để khỏi phải cần thủ. Để khỏi làm thủ công. Rồi em kéo xuống em vào đúng xe chưa? Đúng xe chưa? Đúng xe rồi. Em đúng Vision chưa? Đúng rồi. Rồi em vào chỗ reset. Kéo xuống Vision đi. Vision có chữ ESB. Rồi. Rồi em vào phần reset SM đi. Trên chứ. Đó khôi phục lại SM kìa. Rồi enter đi. Rồi cái nữa. Cái nữa đi. Rồi ok. Rồi đó bây giờ thì ta tắt khóa đi. Thực hiện lại. Rồi tắt khóa. Tắt khóa đi, cho nổ đi, tắt khóa đi, cho nổ đi. Rồi, ta gì cho đề cái. Ôi giời ơi. Đó, mọi người thấy không? Rồi, bây giờ là khi mình nổ máy rồi. Lúc nãy là không nổ phải không hay là sao? Rồi, lúc nãy là không nổ, còn bây giờ là nổ máy rồi. Rồi, thì bây giờ chúng ta chỉnh garanti. Lấy, vặn hết ốc vào. Rồi, xả ra 2 vòng rưỡi. Rồi, reset lại cái nữa. Đôi khi là những cái dòng xe mà không có cảm biến áp suất, nếu chúng ta reset bằng máy nhiều lần mà chưa thành công thì chúng ta phải reset lại bằng thủ công nhá mọi người nhá. Rồi, khôi phục rồi. Đồng ý. Rồi ok. Rồi tắt khóa. Rồi nổ máy. Đây là garanti lớn lúc máy lạnh thôi. Rồi sau đó sẽ tự nhỏ lại. Và mọi người thấy là xe đã có vẻ nổ đều. Còn bây giờ chúng ta thọc ga đột ngột xem xe có tắt máy không nhé. Bóp phanh nè. Rồi. Đấy.
Thì mọi người thấy không, cái phương pháp làm nó đơn giản không? Rất là đơn giản thôi đúng không? Nên là chúng ta chưa cần phải làm gì cả. Rồi bây giờ chúng ta muốn làm, chúng ta muốn chỉnh garanti qua khoa học thì chúng ta lại vào thông số hiện hành để chúng ta coi trong garanti ổn định chưa. Tiêu chuẩn của xe này là 1400 đến 1700 nhé. Rồi chúng ta xuống thông số hiện hành. Đúng rồi, nhẹ để ý nhé, nhẹ. Rồi kéo xuống đi để sang vòng tua đi, sang trang nữa. Rồi đây thì các bạn nhìn nhé, này để im này, cái tua máy 1400 đến 1700 thì bây giờ cái này được 1600 rồi, đạt rồi, garanti ok rồi nhé. Rồi ta lên trên, phím lên trên. Rồi thì ở đây chúng ta nhìn này, cái này thì xe này có dấu hiệu là có người đã điều chỉnh ốc bướm ga nhé. Chúng ta cần phải chỉnh lại cho nó lên khoảng 450 mV nhé, tương ứng với là 0.40 mV nhé. Rồi chúng ta mở cái ốc lục giác ra, lục giác bông á, điều chỉnh nó lên khoảng chừng 0.45 hoặc là 0.50 nhá. Cái này hơi nhỏ thầy. Cái này là 370 mV, rất là nhỏ nhá. À. Chúng ta cố gắng điều chỉnh nó nằm ở mức chuẩn là khoảng 450 hoặc là 500 mV là đạt nhá. Gạt trống xuống đi em. Lớn thôi nha. Được chưa? Lấy ốc chưa? Rồi em lấy tay em điều chỉnh nhẹ cái, đúng rồi, chúng ta lấy tay chúng ta điều chỉnh con ốc đó, chúng ta nhìn lên máy. Lên đi, điều chỉnh ngược lại. Sao có vẻ im du vậy em? Em coi kỹ lại đi, xem là đã ốc đã lỏng chưa. Đây, em bỏ sát đây thầy chỉnh cho mọi người coi này. Chúng ta lấy lỏng con ốc lục giác này ra nhé. Con ốc lục giác bông ở đây nè, lấy lỏng ra. Chúng ta lấy tay chúng ta dịch chuyển nhẹ cái con cảm biến này đó. Này, đấy, rồi. Bây giờ tôi đã điều chỉnh được của nó là gì? 500 mV này. Thì cái độ mở nó đã lên là 2 độ này. Rồi 4 rồi. Đó. Rồi em siết lại cho anh nghe, siết lại. Tôi điều chỉnh cho lên 500 luôn ha, lên 500. Thì mọi người nhìn vào cái giá trị 500 ở đây này. Khi nó có giá trị 500 mV này. Rồi bắt đầu chúng ta thấy cái độ mở bị treo này. Thì cái độ mở này bị treo chúng ta cứ hiểu đơn giản đi, nó giống như một con cảm biến cũ với lại một con IC mới, chúng ta thay thế hai cái không đồng khớp. Thì bây giờ siết cứng vào đi em, siết cứng chưa? Siết cứng luôn, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Rồi lúc này chúng ta đã nằm ở mức là gì? 448 mV, tương ứng là gì? 0.44 mV rồi nhá. Thì nó chỉ cần thêm nó chỉ còn 2.mV xíu nữa thôi thì là nó được cái giá trị là 500 mV rồi. Thì như này là tiêu chuẩn chúng ta điều chỉnh lên như vậy là đạt rồi nhé, cái điều chỉnh là đạt rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy là nhìn vào độ mở thì là sai, độ mở thì quá lớn, điện áp thì ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thủ công bằng cách cài đặt, nhưng mà chúng ta sẽ reset bằng máy trước, nếu không được thì chúng ta mới làm thủ công này. Bây giờ em thoát ra em vô reset, đúng rồi, đồng ý. Cái nữa đồng ý. Rồi chúng ta xuống đọc lỗi thông số hiện hành lại, đồng ý. Di chuyển mũi tên xuống, mũi tên vàng xuống, di chuyển mũi tên vàng xuống. Rồi ok, em qua rồi, nhìn đi từng bước thôi. Rồi thì mọi người nhìn thấy chưa, cái sự lợi hại của máy đấy, đọc lỗi chưa? Đó, chúng ta đã gì? Khi chúng ta reset lại một phát là cái góc mở này nó trở về không liền. Thì nói một cách đơn giản cho mọi người hiểu là nó giống như là các bạn thay một IC mới hoặc thay một con cảm biến mới. Khi chúng ta đồng nhất lại là hai cái nó nhận cái tín hiệu của nhau là đã đồng bộ, thì lúc này nó sẽ trở thành là trạng thái về ban đầu, đó là 0.0 và điện áp đạt. Rồi thì như vậy là nói chung là chúng ta đã hoàn thành được cái việc là điều chỉnh điện áp bướm ga rồi nhé, hoàn chỉnh rồi nhé. Thế tại sao phải điều chỉnh? Là bởi vì có người đã điều chỉnh rồi thì các bạn mới được phép điều chỉnh lại thôi. Còn nếu chuẩn mà của nó là dao động khoảng từ 450 mV đến 550 mV thì đó là tiêu chuẩn cho phép, thì mọi người không cần chỉnh nhé. Rồi ok. Bây giờ ta có thể là gì? Tắt khóa đi và nổ máy lại một lần nữa. Lên ga đột ngột ngọt ngào là lượm lúa nhé. Rồi, ga đi ổn đây. Thọc ga đột ngột. Thọc ngột. Rồi ok. Rồi, đó. Thì qua cái bài này là chúng ta đã có thể giao xe được rồi. Vậy thì anh em để ý đây này, kinh nghiệm nho nhỏ chia sẻ cho anh em nữa. Chúng ta để ý vào đây, nếu chúng ta nhìn vào cái phần mà công tơ mét này, nếu mà nó đã đạt mà trên 20.000 rồi thì anh em phải để ý chúng tôi là gì? Chúng ta khi đã nhận bảo dưỡng chúng ta cần phải kiểm tra luôn cái hệ thống bơm xăng. Thì ở đây
chúng ta nhìn vào đây cây số nó là 53.000 rồi, thì giờ chúng ta cần phải tháo cụm bơm xăng ra. Thứ nhất là bảo dưỡng thì ta cần thay cái lọc xăng mới. Thứ hai là tiện thể chúng ta kiểm tra áp luôn để xem quá trình chúng ta sửa chữa là nó có liên quan đến áp bơm không nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta mở cái này ra, ấn cái này xuống, ấn xuống rút ra, ấn vào đây, ấn xuống rút ra, lấy vít dẹp đàng hoàng các anh, tay các anh cứng làm nghề quên nghề, ấn xuống. Vừa ấn vừa rút cái đấy ra, vừa rút, đúng rồi. Đây, thì chúng ta lưu ý chúng tôi này. Chưa tháo ra mà. Lúc này chúng ta nhớ này, đo áp ở cái lúc mà chưa tháo lọc thì chẳng qua là đo để tham khảo thôi nhé. Còn đo chuẩn là đo lúc mình tháo lọc ra nhé, thì mới chuẩn nhé. Rồi, đúng rồi, ok. Được rồi, không sao đâu. Được rồi, siết vô đi. Siết vô đi, chưa vặn nhưng mà. Từng bước một, đừng có dối. Bởi vì chúng ta nhận bảo dưỡng thì chúng ta kiểm tra làm luôn cho khách nha. Để tránh trường hợp là xảy ra cái tình trạng là lỡ chúng ta sửa xong bệnh này rồi nó phát sinh bệnh khác thì sao? Hiểu ý không? Ok. Để đại cái nào cũng được. Ruột thì em lấy cái này dài hơn. Không phải là dài hơn đâu mà do em ấn chưa dứt khoát ấy. Lấy tay bấm cái nút vàng vô, ấn mạnh vô. Thấy không, sai sách hết rồi. Làm sao mà vô được. Cái của nó cái kia đúng rồi. Ấn cái vàng xuống. Rồi lấy tay đẩy cái vàng lên, đẩy cái phe lên. Đúng rồi, nhờ nổ máy. Rồi, thì mọi người nhìn thế này. Cái áp suất của nó là 2,9 rồi, là gọi là 3 cân ha. Rồi, và thọc ga đột ngột lên xuống. Rồi, ok. Rồi, tắt khóa. Rồi, như vậy là chúng ta có thể kết luận được là với cái ban bệnh này không liên quan đến bơm xăng. Còn bây giờ nhìn vào cây số mà quãng đường xe đã chạy thì chúng ta đã thấy là 50,000 rồi. Thì cách tốt nhất của các bạn là gì? Khi mình bảo dưỡng thì cái lọc xăng nó cũng rất rẻ tiền. Chúng ta lên thay cho khách một cái lọc xăng mới để bảo đảm cho quãng đường đi xa hơn. Như vậy chúng ta giao xe nó sẽ tự tin hơn nhé. Rồi thì video đến đây là hết rồi. Và ở đây là cái bài học này là bài học trực tiếp cho anh em học viên khóa 27 đang thực hành. Cũng như là đến trực tiếp tại cửa hàng để giúp cho anh em học viên. Thì ký như này anh em học viên đã kiểm tra bệnh cũng chưa cần phải đến mức gọi là khó nhá. Rồi, hẹn gặp lại những anh em trong các video tiếp theo. Và đặc biệt là khi các bạn đang theo dõi ở trên YouTube thì cái kênh YouTube của Tiến Bình Dương mới là kênh thật, còn Tiến Còi Bình Dương là kênh, đó là kênh copy thôi nhá. Cho nên là video sẽ có thể là xảy ra tình trạng là nó video nó mờ hơn bình thường mọi người nhá. Bởi vì video gốc này nó nằm ở kênh Facebook Tiến Bình Dương mọi người nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em.